Xin chào những quý khách. Tiên là phần đầu trước này, những cái gì lên đã thì sẽ có một cái phần mặt nạ về trước này. Đấy, mặt nạ màu đen thiết kế dạng 3D. Đấy, rất là đẹp mắt. Sơn phần đen, sơn đen bóng này. Rồi là bên dưới này chúng ta đã sẽ có thêm một cái hệ đèn gầm. Đấy, dạng LED và thực sự là rất là thể thao. Đi cùng với hệ đèn sương mù sẵn có của xe là ánh sáng vàng giúp phá sương tốt hơn, cũng như một hệ đèn pha full LED. Đấy, với những cái tầng LED xếp liền kề với nhau rất là đẹp mắt. Rồi đó, chúng ta đi đến dàn chân đi. Dàn chân này cũng đã được chủ xe lên rồi. Một chiếc xe này được chủ xe lên một bộ mâm của phiên bản top đó, cũng như là một hệ lốp Michelin Primacy 4 giúp cho cái trải nghiệm mà lái của chiếc xe này sẽ tốt hơn nữa, và cũng như là chống ồn từ dội lên. Gương chiếu hậu có đèn tích hợp xi nhan báo rẽ cũng như là chỉnh điện gập điện. Chiếc xe mở cửa một chạm. Rồi kéo về đằng sau này đi. Một chiếc xe mới chạy khoảng 16.000 km. Civic bản G thì sẽ không có cảm biến đi theo xe, và đây là một phần bốn mắt cảm biến đã được chủ xe lắp thêm, cũng như là một phần đèn ở hông này. Đấy, cũng là được lắp thêm. Và phần lipo thực sự là rất thể thao. Chủ xe cũ đã rất trau chuốt cho chiếc xe này, cũng như là có thêm cam lùi. Chúng ta sẽ cùng mở cốp lên. Thì phân khúc hạng C thì đều là mở cốp cơm hết. Cốp của Civic thì tương đối là sâu và cũng như là rộng ngang đó. Một vài chiếc xe hạng C thì nó sẽ bị hẹp ngang, thì chiếc này không. Rồi chúng ta sẽ cùng vào cái khoang nội thất của chiếc xe này. Trọng tâm xe là cực kỳ thấp. Một chiếc xe theo hoàn toàn theo ngôn ngữ thể thao, cũng như là gầm của chiếc xe này cũng thấp nữa. Đó, sẽ giúp chúng ta những cái đoạn mà vào cua ấy thì sẽ cực kỳ là ổn định. Đây là một chiếc xe theo thiên hướng mạnh mẽ và thể thao, nam tính, nên những vật liệu nội thất này cũng rất là xù xì. Đó, phần nhựa này được sơn nhám này. Phần màn hình kích thước vừa phải, có điều hòa tích hợp luôn trên màn hình này. Đó, điều hòa tự động một vùng. Rất là ít nút, thuận thích những phần điều hòa ít nút dùng rất đơn giản. Kéo xuống thì chúng ta có phần cần số dạng thẳng, có số sport, chế độ lái icon giúp tiết kiệm nhiên liệu đặc trưng của Honda, brake hold, phanh tay điện tử, phần học đèn đồ. Đấy, tương đối là sâu. Đó, có một chân USB đây. Đấy, phần bệ tì tay này rất là hợp lý này, và nó đẹp, thiết kế thanh mảnh vừa phải. Đấy, chuyển sang phần vô lăng. Vô lăng 3 chấu thể thao, có nút, có lẽ chuyển số sang vô lăng này. Bên phải này là cruise control, bên trái là tăng giảm âm lượng, ra lệnh giọng nói. Chiếc xe này thì có đèn pha tự động. Đấy, phần màn hình phía trước được chia làm 3 khoang, ở chính giữa là hiển thị về tốc độ cũng như là vòng tua. Đấy, một chiếc xe có lẽ là nãy giờ Thuận nói về thể thao quá nhiều đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là cái đồng hồ này cũng thể thao thật. Đấy. Bên trái là hiển thị về nhiệt độ, cũng như là bên phải là về mức xăng của chiếc xe. Đấy. Ghế ra thì chiếc xe này có trang bị ghế lái. Là ghế lái là chỉnh điện 8 hướng. Đó. Phần da này thì cũng có những chi tiết tương phản, da cao cấp và có những chi tiết tương phản như thế này giúp tăng cái tính thẩm mỹ lên. Bạn Caramel sang bên này giúp mình với. Một chiếc xe ở mức ô tô là 16.934 km.
cũng còn tương đối là mới. Đấy, bên này thì có tắt cân bằng điện tử này, như là một vài nút chờ đen, cái này là điểm mà Thuận không thích. Thuận nói thẳng luôn, không thích. Ở bên cánh cửa này thì những cái chi tiết này sẽ được sử dụng nhiều. Đấy, cũng như những lên xuống này, lên xuống một chạm cho kính lái cũng như bên kính bên phụ này. Đấy, những chi tiết này sẽ được sử dụng nhiều. Và nó còn vẫn đang giữ được sự mới của nó. Chúng ta cùng ra khoang hàng sau. Khoang hàng sau của Civic này thì ngồi cũng rất thấp. Đây. Trọng tâm xe nó thấp nên ngồi rất thấp. Và cái đặc điểm đặc biệt là dòng Civic này thiết kế ghế trước thì da cứng nhưng mà đằng sau thì da lại rất mềm. Đó. Ngồi nó cũng sẽ dễ chịu hơn. Ở giữa này thì có một phần ụ lồi lên. Đó. Điểm này thì hơi cao, hơi đáng để chê đấy. Chúng ta cũng sẽ có một phần cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Và điều hòa của Nhật thì rất là mát rồi. Hơi lại chả có cái cổng USB nào. Nhưng mà ngồi thì rộng rãi này. Với một người cao 1m8 thì như thế này là cực kỳ là thoải mái luôn. Rồi vừa rồi là những quan sát cơ bản của Thuận cùng quý vị về chiếc Honda Civic phiên bản G. Sản xuất 2021. Đấy. Một chiếc xe mà cũng đã được chủ cũ đặc biệt ưu ái và cũng lắp thêm những cái phần rất là hợp lý, ví dụ cảm biến này, rồi là body kit cũng như là phần la răng và phần mâm lốp giúp tăng cái trải nghiệm mà khi sử dụng chiếc xe này nó tốt hơn. Chiếc xe mới chạy 1,6 vạn km. Biển tỉnh, một chủ từ đầu, full lịch sử bảo dưỡng. Thì chiếc xe này Uska Việt Nam đang chào với mức giá là 779 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm cho quý khách hàng thiện chí. Thì mời quý khách hàng có thể qua địa chỉ của Uska Việt Nam tại tầng 1 chung cư Hà Nội Homeland, phường Thượng Thanh, quận Long Biên để xem xe và trao đổi với em. Về cam kết thì chắc chắn rồi, Uska Việt Nam cam kết bằng văn bản về chất lượng xe không có những cái tai nạn ảnh hưởng khung gầm chassis, không có thủy kích, ngập nước, máy móc hộp số khung gầm là nguyên bản không lỗi. Và giấy tờ pháp lý của xe là chuẩn chỉ theo quy định pháp luật, không tranh chấp, không phạt nguội. Bên em cũng sẽ gửi xe toàn quốc để quý khách hàng quan tâm và đặt cọc có thể mang chiếc xe này đi test ở bất kỳ mọi nơi nào. Và những giấy tờ về mua bán sang tên đổi chủ cũng như là những cái sự liên kết với các ngân hàng để có những khoản vay lên đến 70% giá trị xe. Đó. Quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ theo số hotline của Thuận đang ghi trên màn hình. Và xin cảm ơn đã theo dõi đến video này. Hẹn gặp lại.